gọi là nó cứng hay mềm, mềm xèo đó. Mềm xèo gì đó. Không có cảm giác. Con đụng vô tay nó đi, đưa từ tay này qua tay kia chơi đi. Đưa ngón tay vô thì nó bò qua hà. Đó. Thú cưng đó. Gì vậy nhờ? Ta đang chơi với thú cưng của người ta. Đừng có lắc cái tay nhiều quá. Rồi bay. Hoa kia vô hoa đậu đi. Đừng đi bắt lại đi đậu hoài. Đó đó. Tự bắt lại đi. Bắt ra đây đi. Đưa tay vô giống gì đó là nó ra. Đó. Bé của Ngân, thú cưng của Ngân nó bay đi. Chuyển từ tay này qua tay kia đi. Bay tiếp tục rồi. Đưa tay ra cho nó đậu rồi. Được. Đừng có đừng để làm dập nó ra nha. Dập nó ra là nó dơ lắm. Chỉ đưa cần đưa tay vô thôi là nó đậu thôi. Ai chơi xấu thì đang quay phim mà kéo áo ra vậy? Cảnh nó không có cảm giác. Đừng có đụng vô cá nó phấn không á. Phấn là sao? Phấn. Phấn nó dơ lắm. Ừ. Phấn nó có khả năng làm cho mình ngứa. Đúng thật hay. Ui, phấn là... tiếp tục bay. Đưa tay ra, đưa tay ra. Quay ngược vô đi, quay gì nó không có đẹp. Quay ngược vô nó mới đẹp. Thì Ngân lấy lại, đưa tay ra trước lấy lại. Nó bò tay ai đấy Ngân, đứng đi quay mặt đây hai chị em chứ. Ừ, để quay chứ. Nó bò tay ai đấy chứ đừng có chụp bắt nó Ngân. Thì mỗi người lần đi, ừ, nó cho nó chuyện từ tay này qua tay kia đi. Ừ. Đưa tay ra đỡ cho nó bào. Rồi. Con nhẫn rồi. Cho bò tay em từ từ cho chị xem nó cái nhẫn. Nó không có chịu đậu đâu, nó có nhẫn đây này. Được có bụi vô được vô miệng. Phấn nó gớt ra nó bay vô miệng là bị bệnh đó. Con đưa lên trên đầu chỗ chân trước mặt nó mới chuyển qua chứ đưa sau lưng nó chuyển gì. Muốn cho nó chuyển qua đường trước rồi nó bộ à. Đó, đường trước bên trên chứ sao đưa bên dưới. Đưa bên trên chứ ai đưa bên dưới. Nè, ta đưa gì nè, là nó bò qua. À, nhìn nè. Ghê chưa, chụp hình dưới bướm luôn. Dữ quá, dữ quá. Nhỏ.
Cái gì nó dính mà? Cái chân nó dính cái gì vậy chú? Dính đâu, chân nó phải bám gì để nó khỏi rớt chứ. Nếu mà lỡ làm rớt thì nó biết bay chứ. Bây giờ nó bay được rồi đó. Chỉ đợi là bay chỉ được xa thôi. Mình ngày nào cũng phải tập cho nó bay hết. Chút xíu nó bay được rồi. Chứ cần như ngày nào cũng phải tập. Nó đưa đằng trước á, ừ, thọc vô. Đưa ở đó đó, thấy không? Nó chuyển qua. Nhột quá. Đó, nó chuyển qua. Đó, nó đập cánh đẹp chưa, đập cánh đẹp chưa. Nó khép cánh hồng hồng đẹp. Này mà chụp hình là đẹp xuất sắc. Vậy mặc đồ đẹp, đồ đầm để chụp hình với bướm. Con chiếc nhẫn. Ui, là con. Ui, ui. Bay bay đi. Cho bay thử đi. Chút nữa. Đó, con hất lên là nó bay à. Hất mạnh lên. Mạnh thiệt mạnh nên vuột ra đây đó. Đâu rồi? Có xa không? Không có xa đúng không? Không có xa là đúng rồi. Nó thật mạnh lên, nó vuột cái giò ra, nó mới bay được. Sao không bay xa giống hồi nãy? Mệt rồi. Cho bay cho nó nghỉ. Bướm bướm ăn gì chú? Hút mật hoa. Con đây còn hoa dẻ không? Hoa thiệt à. Nó mang lên chậu hoa thiệt để đây. Con nó có hút mật không? Ừ. Giấc này chắc nó chưa hút đâu. Tại vô giống gì đó. Rồi để lên đi. Whatever.